Chào các em, sau khi tiết học 1, thầy đã hướng dẫn cho các em những cái vấn đề về khái niệm, về đặc điểm, về ý nghĩa của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Và chúng ta cũng đã tìm hiểu như thế nào là thiệt hại được xác định trong cái trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Thì để bắt đầu buổi giảng ngày hôm nay thì thầy xin đặt một cái câu hỏi để mà các em có thể nhớ lại bài cũ. Câu hỏi là như sau. A bị B cầm dao đâm và bị thương, phải nhập viện điều trị và chi phí điều trị hết 20 triệu đồng. Như vậy trong trường hợp này, đây có phải là trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng hay không? Và cái yếu tố thiệt hại trong trường hợp này là cái gì? Rồi xin mời em. Dạ thưa thầy, em xin được trả lời câu hỏi của thầy ạ. Trong trường hợp này A bị B đâm và cái chi phí để mà điều trị là 20 triệu đồng, thì trong trường hợp này đã phát sinh cái bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng ạ. Bởi vì là giữa các bên không có tồn tại hợp đồng và hành vi B đâm A là hành vi trái pháp luật, có thiệt hại xảy ra và xâm phạm tới cái sức khỏe của A. Xin cảm ơn em rất là nhiều. Như vậy trong trường hợp này các em cũng đã có được cái khái niệm và đã nắm được cái bản chất của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Và chúng ta sẽ đi qua phần tiếp theo, đó là khi một cái căn cứ một thiệt hại xảy ra, thế thì cái thiệt hại đó phải có đặc tính như thế nào? Không phải bất kỳ cái thiệt hại nào nó cũng được xem là một cái thiệt hại để được xem xét trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, mà cái thiệt hại được xem xét trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng nó phải có hai cái đặc tính sau đây. Đặc tính thứ nhất, đây là thiệt hại thực tế, có thực và có thể nhận thức được. Nghĩa là một cái thiệt hại xảy ra trên thực tế và nó phải tồn tại một cách có thực, các bên có thể nhận thức được. Ví dụ một ông A chạy xe và đang chạy xe như vậy thì vì lỗi bất cẩn của ông A cho nên ông A đã cán chết một cái con chó, và con chó này thuộc quyền sở hữu của ông B. Câu hỏi đặt ra trong trường hợp này, ông A có phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ông B hay không? Thì câu trả lời chắc chắn là có. Tuy nhiên thiệt hại trong trường hợp này bồi thường như thế nào? Giả sử ông B cho rằng đây là con chó mà tôi rất là yêu quý và tôi yêu cầu anh là phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp này là 2 triệu. Và ông A sau khi xem xét con chó này, đây là một loại chó rất là bình thường, có thể mua rất dễ dàng ở bất kỳ cửa hàng bán chó nào ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì mới đặt câu hỏi là không, giá chó hiện nay trung bình con này chỉ cỡ 200 ngàn thôi. Thế tại sao anh yêu cầu tôi bồi thường là 2 triệu? Thì ông B nói không, con chó này là có khả năng đẻ ra các con chó con nữa, cho nên là tôi sẽ yêu cầu bồi thường luôn thiệt hại về những con chó con. Thế thì ông A mới xem xét kỹ là con chó, thì đây không phải là con chó cái, mà cũng không phải là đang mang thai, mà là hẳn là con chó đực. Thì ông B nói không, mặc dù nó là chó đực, nhưng chúng ta phải nhìn nhận những cái thiệt hại trong tương lai. Nó có thể là nó sẽ sinh ra, nó có thể giúp cho cái con chó cái nhà tôi sinh ra những cái con chó con nữa. Cho nên thiệt hại là tôi tính luôn thiệt hại những con chó con sau này là 2 triệu. Thì câu trả lời lập luận của ông B là hoàn toàn là vô lý. Và thiệt hại trên trường hợp này là thiệt hại là có thực. Và nghĩa là có thực, tức là thực như vậy, tôi cán chết một con chó, thì con chó đó giá trị như thế nào, định giá con chó đó thì tôi phải chịu trách nhiệm bồi thường và có thể nhận thức được. Tuy nhiên có một số những cái vấn đề mà chúng ta cần phải mở rộng ra ở đây. Thiệt hại là có thực, nhưng mà trong một số những trường hợp thiệt hại có thể tại thời điểm đó nó chưa có, nó thật sự nó chưa có, và chúng ta nó có thể có những cái lợi ích nó mà chúng ta có thể có trong tương lai rất gần. Ví dụ như là lúa, một cái cánh đồng lúa như vậy và đang chuẩn bị là gần thu hoạch rồi, còn có mấy ngày nữa thôi là thu hoạch rồi, và bị một cái người say rượu có mâu thuẫn với gia đình là đốt cháy cái ruộng lúa đó. Thì trong trường hợp này chúng ta có thể yêu cầu bồi thường cái số lúa mà lẽ ra sẽ thu nhập được từ cái phần đó. Tại vì cái số gạo, cái số lúa là lẽ ra thu nhập được sau khi còn vài ngày nữa thôi. Thì đó là trong luật người ta, trong khoa học pháp lý người ta gọi là những cái thiệt hại, những cái lợi ích mà chắc chắn sẽ có được. Hoặc một cái lợi ích dễ hơn nữa là một ví dụ, cũng là cái ví dụ hồi nãy là con chó bị cán. Nhưng bây giờ tôi lập luận là con chó này nó đang mang thai. Và mang thai là chỉ còn cỡ chừng vài ngày nữa là sinh con rồi. Thì trong trường hợp này, ngoài cái giá trị cái con chó mẹ bị cán chết đó, thì vẫn được quyền yêu cầu bồi thường một cái khoản tiền nhất định ước tính đối với những cái con chó con lẽ ra được sinh ra. Thì đó là thiệt hại có thực và có thể nhận thức được. Và cái đặc điểm thứ hai của thiệt hại đó là phải có thể được tính thành tiền. Nghĩa là thiệt hại nó thiệt hại như thế nào, giá trị như thế nào thì cũng sẽ được tính toán thành một cái số tiền nhất định, chứ không thể nào nói đây là một cái thiệt hại vô giá, vân vân và vân vân, thì cái đó là không có chính xác.
thì đó là đặc tính của thiệt hại với tư cách là căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường. Chúng ta qua cái căn cứ thứ hai, đó là hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật. Như lúc nãy thầy nói với em là trong cái trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng chúng ta sẽ có 3 yếu tố, nếu so với luật cũ là 4, nhưng với luật mới thì hiện nay chúng ta chỉ còn 3 cái thôi. Đó là có thiệt hại xảy ra trong thực tế, cái thứ hai là hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật. Thế thì hành vi gây thiệt hại là hành vi trái pháp luật là như thế nào? Hành vi trái pháp luật là những xử sự cụ thể của con người được thể hiện thông qua hành động hoặc không hành động và trái với các quy định của pháp luật. Như vậy, đối với cái khái niệm mà thầy vừa cung cấp cho em thì ở đây em sẽ nhận ra ngay rất rõ ràng một cái hành vi trái pháp luật là một căn cứ làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Nó sẽ bao gồm hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất, hành vi này nó phải gây ra một cái thiệt hại. Cái hành vi này nó phải gây ra cái thiệt hại và cái hành vi này là hành vi trái pháp luật. Tôi lấy ví dụ A cầm dao đâm B. Có gây thiệt hại hay không? Câu trả lời là có. Anh gây thiệt hại về sức khỏe. Có trái pháp luật hay không? Chắc chắn là có. Anh đã trái pháp luật các quy định về luật hình sự. Nếu một người sử dụng một hành vi bạo lực và gây thiệt hại cho người khác, tức là cái lỗi cố ý gây thương tích. Như vậy trong trường hợp này đây là hành vi trái pháp luật và anh gây thiệt hại thì anh phải chịu trách nhiệm bồi thường. Và một cái đặc điểm nữa đối với hành vi trái pháp luật, đó là hành vi trái pháp luật này thể hiện ở dạng hành động hoặc không hành động. Nghĩa là hành động cũng được xem là trái pháp luật hoặc không hành động cũng được xem là hành vi trái pháp luật. Giả sử A đốt nhà B, thì trong trường hợp này rõ ràng anh đốt nhà người ta, anh gây thiệt hại cho người ta thì anh đã có hành vi trái pháp luật xâm phạm đến tài sản. Và trong trường hợp đó là hành vi trái pháp luật ở dạng hành động. Tuy nhiên hành vi trái pháp luật ở dạng không hành động là như thế nào? Anh có điều kiện cứu giúp người trong cái trường hợp cái người đó đang có nguy hiểm về tính mạng. Anh là một vận động viên bơi lội nhưng anh thấy một người chết đuối, gần như là chết đuối. Anh có khả năng anh cứu nhưng vì người đó có mâu thuẫn với anh hoặc là vì một lý do nào đó anh không cứu, thì trong trường hợp này anh là cái người gặp một cái người đang trong cái tình cảnh bị nguy hiểm về tính mạng anh không cứu, thì đó là hành vi trái pháp luật ở dạng không hành động. Một cái trường hợp sinh viên sẽ đặt câu hỏi, thế thì nếu trong trường hợp mà ông A này sở hữu một con chó và sau đó con chó này nó gây thiệt hại cho một cái chủ thể khác, giả sử ông A này ổng dẫn con chó đi ngoài đường và con chó này nó gây thiệt hại, nó cắn ông B, thì trong trường hợp này có đầy đủ căn cứ làm phát sinh trách nhiệm hay không? Lý do là có thiệt hại xảy ra rồi, nhưng câu hỏi đặt ra theo về mặt khái niệm hành vi trái pháp luật là những xử sự cụ thể của con người, thì không thể nào nói hành vi trái pháp luật gây thiệt hại trong trường hợp này là hành vi của con chó được. Con chó nó cắn nhưng mà nó không phải là con người, không phải xem là xử sự được, không phải hành vi trái pháp luật. Tuy nhiên chúng ta phải lập luận được rằng trong trường hợp này vẫn tồn tại hành vi trái pháp luật gây thiệt hại, vẫn yêu cầu ông B là chủ sở hữu con, là ông A là chủ sở hữu con chó phải chịu trách nhiệm bồi thường. Lý do anh nuôi chó, anh dẫn chó đi ngoài đường nhưng anh đã không thực hiện cái việc là xích nó lại, anh không thực hiện cái việc rọ mõm nó lại, thì trong trường hợp này anh có hành vi trái pháp luật ở dạng không hành động. Và bởi đó là hành vi trái pháp luật ở dạng không hành động và con chó nó gây thiệt hại, thì trong trường hợp này theo quy định của pháp luật anh là chủ sở hữu, anh phải chịu trách nhiệm bồi thường. Thì đó là căn cứ về hành vi trái pháp luật. Như vậy tóm lại ở đây em phải nhớ được hai yếu tố. Thứ nhất là hành vi trái pháp luật đó phải gây thiệt hại. Thứ hai, hành vi trái pháp luật đó phải tức là hành vi đó phải trái những cái quy định của pháp luật. Và hành vi trái pháp luật thể hiện ở hai dạng, đó là ở dạng hành động hoặc không hành động. Thì đó là cái căn cứ về hành vi gây thiệt hại. Chúng ta qua phần tiếp theo. Đây là cái khái niệm về hành vi trái pháp luật thể hiện ở dạng hành động hoặc không hành động. Hành vi trái pháp luật thể hiện ở dạng hành động thông qua những sự cụ thể của con người. Ví dụ như đâm này, chém này, bắn này, đốt này hoặc là đánh. Đó là thể hiện ở dạng hành động. Ngoài ra hành vi gây thiệt hại có thể tồn tại ở dạng không hành động. Ví dụ như là không cứu giúp người trong trường hợp người đó đang có nguy hiểm về tính mạng, hoặc là không đảm bảo các vấn đề về an toàn khi chăn dắt súc vật trên đường phố, thì đó là hành vi pháp luật trái pháp luật thể hiện ở dạng hành động hoặc không hành động. Bên cạnh đó, sau khi chúng ta tìm hiểu cái khái niệm hành vi trái pháp luật thì chúng ta tìm hiểu tiếp theo là hành vi gây thiệt hại nhưng không bị coi là hành vi trái pháp luật. Như vậy về mặt nguyên tắc, một hành vi được xem là trái pháp luật nếu hành vi đó gây thiệt hại và cái thứ hai hành vi đó trái pháp luật. Thế thì nếu hành vi đó gây thiệt hại nhưng hành vi đó không trái pháp luật thì nó sẽ là hành vi mặc dù gây thiệt hại nhưng không trái pháp luật. Thế thì hành vi nào mà gây thiệt hại mà không trái pháp luật thì ở đây thầy liệt kê cho các em những cái trường hợp sau đây.
Trường hợp thứ nhất là hành vi gây thiệt hại do phòng vệ chính đáng. Thì nếu các em có cái kiến thức rất là vững về trách nhiệm hình sự, khi các em được học qua môn hình sự thì các em sẽ thấy rằng phòng vệ chính đáng là một trường hợp, một chủ thể tấn công chúng ta. Và trong trường hợp này pháp luật cho phép, nếu anh bị tấn công, anh cái sự tấn công đó đang diễn ra, chưa kết thúc, và anh có khả năng là anh sẽ bị thiệt hại nếu anh thật không có bất kỳ cái sự phòng vệ này, thì pháp luật sẽ cho phép anh một cái quyền gọi là quyền phòng vệ. Thì khi anh phòng vệ chính đáng lại, một người nào đánh anh dùng tay anh đỡ, anh gạt cái người đó ra và người đó bị té xuống, bị gãy tay gãy chân, thì trong trường hợp này rõ ràng anh đã có một hành vi anh gạt cái tay người ta rồi, và người đó bị thiệt hại rồi, là thiệt hại về sức khỏe, bị xâm phạm rồi. Nhưng trong trường hợp này hành vi của anh không được xem là hành vi trái pháp luật. Mặc dù anh có gây thiệt hại, nhưng bởi vì người ta tấn công anh, pháp luật cho phép anh cái quyền phòng vệ lại, thì trong trường hợp này anh, mặc dù anh phòng vệ cái hành vi đó anh gây thiệt hại, nhưng nó không phải là hành vi trái pháp luật, do đó anh không phải chịu trách nhiệm bồi thường. Và đây là cái trường hợp hành vi gây thiệt hại do trong trường hợp phòng vệ chính đáng. Thì em sẽ được học kỹ hơn, phân tích rõ hơn trong cái tiết 6. Trường hợp thứ hai là hành vi gây thiệt hại do yêu cầu của tình thế cấp thiết. Tình thế cấp thiết là trường hợp một người phải hy sinh một lợi ích nhỏ hơn để bảo vệ một lợi ích lớn hơn. Hy sinh một lợi ích nhỏ hơn để bảo vệ một lợi ích lớn hơn. Giả sử ông A là một người lái xe tải. Ông A đang chạy trên đường quốc lộ rất đúng làn đường, rất đúng tốc độ. Một đứa trẻ bất ngờ, một đứa trẻ 4-5 tuổi bất ngờ lao ra từ trong lề đường lao ra. Thì trong trường hợp này ông A vì không muốn tông vào đứa trẻ này để gây thiệt hại về tính mạng cho nó, thì ông này mới vội vội vàng vàng đánh tay lái qua bên trái để tông vào con lươn trên đường quốc lộ. Thì như vậy trong trường hợp này ông này rõ ràng ông đã gây ra một cái thiệt hại về tài sản, đúng không? Bởi vì đó là con lươn, là tài sản, anh gây thiệt hại về tài sản. Hành vi của anh có hành vi ở dạng hành động gây thiệt hại. Tuy nhiên trong trường hợp hành vi đó của ông A không được xem là hành vi trái pháp luật, và do đó ông A cũng không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp này. Mà thế thì câu hỏi đặt ra, ai phải chịu trách nhiệm bồi thường đây? Thì khi các em học đến bài sau, các em sẽ có được cái câu đáp án trong trường hợp này. Và nếu em để ý trong cái tình huống tôi đưa ra, tức là em bé, một em bé bất ngờ chạy ra, thì em bé đó là cái người đã tạo ra một cái tình thế cấp thiết. Trong cái tình thế cấp thiết đó, ông A này ổng vì ổng muốn bảo vệ một lợi ích là tính mạng của em bé và hy sinh một lợi ích nhỏ hơn là con lươn, thì trong trường hợp này đó là hành vi gây thiệt hại do yêu cầu của tình thế cấp thiết, thì đây không phải là hành vi trái pháp luật. Cái thứ ba là gây thiệt hại có sự đồng ý hợp pháp của người bị thiệt hại. Và ở đây rất quan trọng, đồng ý hợp pháp là như thế nào? Ông A và ông B có mâu thuẫn với nhau. Ông A và ông B tranh cãi với nhau rất quyết liệt. Và đến đỉnh điểm thì ông A nói, mày im đi, nếu mày nói nữa thì tao sẽ đánh mày đấy. Thì ông B mới nói một câu là, tao thách mày đấy, mày ngon thì mày đánh đi. Và hai bên bởi vì trong cái cơn giận như vậy và thách qua thách lại, A nói mày im đi, mày nói nữa tao đánh đấy. Thằng B nó cứ cương lên, nó cứ khăng khăng lên, mày thách thì đánh đi, tao thách mày đấy, ngon thì đánh đi. Và cho ông A trong một cái lúc không thể kiềm chế được cái cơn tức giận của mình thì đã ra tay đánh ông B, và thiệt hại là ông B bị gãy hai cái răng cửa, và trong trường hợp này phải đi chữa trị, chi phí điều trị hết 50 triệu đồng. Trồng răng rồi chữa trị này là hết 50 triệu đồng. Câu hỏi đặt ra trong trường hợp này, ông A có phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay không? Và tại tòa án ông A lập luận là không, trong trường hợp này tôi không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đâu. Lý do là bởi vì ông đó, ông B, ông đã thách tôi rồi. Ông đã nói là mày ngon thì mày đánh đi, ví dụ là như vậy. Và tôi nhớ rất rõ ràng trong trường hợp đó khi ông đó ông nói câu như vậy, ông còn nói hẳn luôn đánh có chuyện gì tôi chịu, có chuyện gì tao chịu, vân vân và vân vân. Thế thì trong trường hợp này cái việc mà ông B thách ông A đánh và còn nói hẳn là nếu có chuyện gì tao tự chịu, thì đây có phải là một cái sự đồng ý hợp pháp hay không? Thì đáp án trong trường hợp này là hoàn toàn không. Hoàn toàn không. Thế thì tại sao hoàn toàn không trong trường hợp này? Đó bởi vì về nguyên tắc, về các quy định tại hiến pháp, về sức khỏe và tính mạng thì con người là được đảm bảo. Và nếu cho dù đi chăng nữa, nếu có một cái sự thách thức như vậy và nếu anh có một cái sự tấn công người ta và anh gây thiệt hại cho người ta bằng hành vi trái pháp luật và có thiệt hại xảy ra, thì bắt buộc anh phải chịu trách nhiệm bồi thường, chứ đây không phải là sự đồng ý hợp pháp. Sự đồng ý hợp pháp là như thế nào? Giả sử ông A thuê ông B đến đập phá cái bức tường nhà mình để xây dựng mới, thì khi ông B thực hiện cái hành vi là đập phá bức tường xây dựng mới, thì trong trường hợp này rõ ràng ông B có thực hiện một cái việc gây thiệt hại cho ông A, tức là thiệt hại về cái tài sản là cái bức tường.
nhưng đây là được sự đồng ý hợp pháp của ông A, cho nên nó không phải là hành vi trái pháp luật.